Anh em đuổi mệt nghỉ luôn. Đẹp quá, đẹp quá. Ở trên cái thân xe các bạn có thể nhìn thấy kỹ này, có một cái đường line này, màu vàng. Đẹp không? Chắc là các bạn cũng đọc khá nhiều thông tin về chiếc Rolls-Royce Cullinan này ở trên các cái trang thông tin rồi phải không? Cullinan là tên của một cái viên kim cương rất là quý hiếm. Đẹp quá. Cullinan. Quá đẹp luôn. Tưởng chừng như không, thế mà cuối cùng Rolls-Royce đã lại làm ra một chiếc SUV. Quá khủng. Bentley thì có Bentayga, nhưng mà Rolls-Royce thì có Cullinan, phá đảo luôn. Đua đua đua. Anh em xem phần đầu xe nhá. Ôi đẹp quá. Quá đỉnh. Quá đỉnh, quá đỉnh. Ôi. Ngày hôm nay là anh em mình Đây. Ôi. Chiếc Cullinan này thì như Duy có chia sẻ lúc nãy ấy, có cái trọng lượng lên tới hơn 2 tấn 7 các bạn ạ. Đây có thể nói là chiếc đầu tiên tại thị trường Việt Nam được giao tới ngay chủ nhân, ngay sau khi mở công luôn. Các bạn có thể nhìn rất là kỹ này, cái đèn hậu phía sau của Cullinan ấy không phải là chỉ là giải đèn LED bình thường thôi đâu, mà được tích hợp ở rất nhiều những cái công nghệ. Đường coastline, đường coastline màu vàng này. Ủa. Đèn xi nhan sau màu đỏ nha các bạn. Ở bên ngang thân kia, ở dưới cái logo Rolls-Royce kia cũng là đèn xi nhan. Cullinan mà không được đem ra ngoài đường thẳng để đạp thì hơi phí. Nhưng mà thật sự là lăn bánh ở Hà Nội để anh em mình ngắm nhìn này đã tuyệt vời lắm rồi. Cái rửa ở đâu ấy? Chắc Liên Trì. Xe đi rửa các bạn ơi, anh em mình ra chỗ rửa đi. Phải theo thôi, riêng hôm nay là phải theo ăn cùng. Nhưng mà từ từ trước khi đi ra xem ferry đã. Ui, con này dán đề can đẹp mãi trường. Black bait này. Có biển thảo. May cũng có thánh địa ở siêu xe ở đây rồi. Thôi anh em mình đi ra xem Cullinan rửa đi.
Vừa rồi thì anh em mình đã cùng đi một vòng với cả Cullinan. Bây giờ thì sang xem là có những cái chi tiết gì đặc biệt nhá. Hôm nay đi săn này mày vất vả quá các bạn ạ. Từ lúc chiều trời còn sáng đến bây giờ đã tối rồi. Xe bim 100. Các bạn có thể mic vẫn có đúng không? Các bạn có thể nhìn ngắm hết cái phần đầu này. Đó đặc biệt ấy là ánh mắt thiên thần đấy đây. Chính cái ánh mắt này đã đam mê tất cả những đứng mày râu, chỉ cần lướt qua thôi là đã bị mê hoặc rồi. Chiếc Cullinan của Rolls-Royce này sở hữu cái kích thước dài hơn 5m, rộng hơn 2m và cao là hơn 1m8. Cùng chiều dài cơ sở đạt ở mức là 3295mm. Đó, Duy sẽ đứng vào nhé, Duy cao 1m75, đứng vào chiếc này khoan thua luôn các bạn. Mình hãy còn bé tí. Nói chung là để mà nói về những mẫu xe Rolls-Royce, ngay cả những cái mẫu sedan ấy thì đã sở hữu những cái kích thước rất là khủng rồi. Nhưng mà đến Cullinan, một mẫu SUV của nhà Rolls-Royce thì thật sự là quá khủng khiếp luôn. Ngay đến cả những cái mẫu xe như là Cadillac Escalade, khi mà đứng cạnh Cullinan thì gần như là cũng bị lép vế bởi chính cái vẻ đẹp và cái kích thước của Cullinan. Con này bản bản ghế tách. Vừa mình nhìn qua kính không nhìn rõ. Cú đình thị kỹ đi. À trong nút được. Cái lông nó để nguyên bản mới đẹp này. Cổng sạc à, cổng tai chi luôn này. Cổng tai chi này. Anh quay trên khu Linh Nam này. Cái chi này à? Nếu như mà so sánh trực tiếp với đối thủ là Bentley Bentayga thì Cullinan dài hơn 200mm, nhầm, rộng hơn 166mm và chiều dài cơ sở là dài hơn 303mm.
bờ mông này mới quyến rũ làm sao các bạn ơi. Lái là nói chung con này nó quá hoàn hảo luôn của trong cái bản sút ấy. Vâng. Mình cũng lái con SV rồi, cũng lái ô tô SV rồi, nhưng mà con này là nó hơn rất nhiều, cực kỳ nhiều. Thứ nhất là cái tầm quan sát này, cái độ cao này, rồi các thứ ấy, mà cái độ ấy nó chạy nó rất là lướt. Đấy, êm. Mà bác cho em hỏi một chút là so với cả ngay cái đối thủ trực tiếp nhà Bentley là chiếc Bentayga, chắc bác cũng lái rồi. Ngà Bentayga lái rồi. Bác có cảm nhận nếu mà con Bentayga thì đáng chê, con Bentayga này chán lắm. Con Bentayga ấy nó cũng là bản sút ấy, nó mới ra ấy. Vâng đúng rồi. Thì, nó là SUV đầu tiên của nhà Bentley. Đúng rồi. Nhưng cái độ, tức là nếu mà nói cái người lái ấy, nó chỉ có cái hỗ trợ người lái thôi. À. Nhưng cái người ngồi thì lại cảm nhận của nó rất là chán bởi vì nó lắc ngang. Và theo như là em thì em cũng đã có một cái dịp may mắn là được lái chiếc Bentayga rồi thì em có thấy là khi đi qua chỗ sóc ấy thì cái phần giảm sóc ở phía sau ấy nó bị nảy và nó dội lên khá nhiều. Đúng cái rồi, khoang ghế đằng sau. Đúng rồi. Đó thì thứ nhất là tiếng ồn này, cái thứ hai nữa là cái người ngồi đằng sau ấy là nó rất là bị bó hẹp ở trong cái khuôn khổ, nó không thể nào nó thoải mái. Bởi thường các sếp ngồi, các sếp ít lái. Đúng rồi. Thế cho nên là cái để mà hỗ trợ cho cái người ngồi ấy, thì con này là đỉnh. Nếu mà bản sút ấy của Rolls-Royce ấy là tôi phải công nhận là đỉnh luôn.